vị đồng học. Xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 110, cũng có hai câu: làm chuyện vô ích, ngầm đổi lòng thay dạ. Trong chú giải cũng nói rất hay: vạn sự trong thế gian, chớp mắt đã thành rỗng không. Người có đầu óc trầm tĩnh một chút thì đều có thể thể hội được. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại loạn thế, hồi tưởng suy nghĩ lại mấy mươi năm qua của chính mình, phiêu bạc bất định, đây là thể hội việc chớp mắt đã thành rỗng không, vô cùng vô cùng sâu sắc. Tôi trong mấy mươi năm qua vẫn còn nhớ những sự việc ở quê hương khi còn nhỏ. Từ lúc 9 tuổi đã rời khỏi quê hương và không còn quay trở lại lần nào nữa. Mỗi một nơi mà tôi ở cũng đã ở được mấy mươi thành phố và khu vực. Sâu sắc mà thể hội, đến thế gian này là để làm khách, là đến để du lịch. Phật ở trên kinh Bát Nhã đã nói: bất khả đắc, vô sở hữu. Chúng tôi đã thể hội được rất sâu, rất sâu. Phật đã nói với chúng ta: duy chỉ có tích đức hành thiện, vì nhân dân mà phục vụ, giúp đỡ đại chúng, giải quyết khốn khổ, thì những việc này đời đời kiếp kiếp đều có thể mang theo. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta: những gì mang đi được phải nên làm nhiều một chút, không mang đi được thì không nên làm. Tài sản không mang đi được, vợ con không mang theo được, những thứ vật chất mà bạn ưa thích về mặt thọ dụng này cũng đều không mang đi được. Nếu như cứ dụng tâm vào để làm những việc này thì sai rồi. Chúng ta hãy nhìn xem thế gian này, những người làm sai như vậy có bao nhiêu? Đâu đâu cũng là như vậy. Đại thánh đại hiền thế xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta phải làm những việc mà có thể mang theo. Tích công lũy đức là từ đâu mà làm vậy? Ở trong hết thảy kinh luận, Phật dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Thế nào là Bồ Đề Tâm? Rất ít người có thể nói được rõ ràng, nói được minh bạch. Nhà nho dạy học ở trong quá khứ là từ khi trẻ nhỏ, được 7-8 tuổi thì phải đọc tứ thư.
cương mục mà trong sách đại học đã nói với chúng ta chính là Bồ Đề Tâm mà Phật Pháp đã nói. Tịnh Tông học hội chúng ta tổng dụ là cư sĩ Lý Văn Phát gần đây sắp kết hôn. Tôi đã gửi tặng ông một món quà. Ông muốn tôi viết vài chữ tặng cho ông. Tôi đã viết 8 chữ để chúc phúc cho ông, khuyến khích ông, đặt kỳ vọng vào ông. 8 chữ này, 4 chữ đầu là trị bình sơ cơ. E rằng hiện nay những người hiểu được những chữ này rất ít. Nghĩa là nền tảng trị quốc bình thiên hạ là ở tại gia đình. Bốn chữ phía sau là đại đạo chi thủy. Đại đạo là gì? Là thành Phật chi đạo, là chuyển phàm thành thánh chi đạo. Đây là bắt đầu. Hôn nhân là việc đại sự, gia đình là nền tảng của thế xuất thế pháp. Hiện tại chúng ta đọc đoạn này ở trong Cảm Ứng Thiên cũng toàn nói về gia đình. Cho nên thế xuất thế gian, thánh hiền, giáo hóa chúng sanh, dạy là cái gì vậy? Dạy chúng ta làm người. Người chưa được tiếp nhận qua giáo dục của thánh hiền thì không biết làm người. Người mà không biết làm người thì sẽ tạo nghiệp. Quả báo của tạo nghiệp là ở trong tam độ. Năm xưa tôi ở Đại Trung cầu học, tôi thỉnh cầu Lý lão sư giảng lễ ký cho chúng tôi. Chúng tôi đã thỉnh mời dường như là đến 6-7 lần, Lý lão sư mới nhận lời. So với việc khải thỉnh ngài giảng các kinh luận khác thì không như nhau. Những kinh luận khác vừa khải thỉnh thì lão sư liền nhận lời ngay. Ngài không muốn giảng, nên sau đó đã nói với chúng tôi nguyên nhân là vì sao. Ngài nói ta giảng cho các con nghe thì các con có chịu học không? Lễ ký nếu như ở trong Phật Pháp mà nói thì là hành kinh, là bạn muốn làm được, muốn áp dụng thực tiễn. Giảng cho bạn mà bạn không thể thực tiễn vậy thì thôi, chi bằng không giảng vậy. Số lần chúng tôi khải thỉnh quá nhiều, lão cư sĩ đã miễn cưỡng mà nói với chúng tôi. Câu đầu tiên mở đầu, lão sư ngài đã nói với mọi người, ta giảng lễ ký không phải là để cho các con hiểu lễ, mục tiêu không phải là chỗ này. Mục tiêu ở đâu vậy? Là hy vọng các con ở trong xã hội khi làm người không đến nỗi bị người ta ghét bỏ. Mục đích là ở chỗ này. Đây là đem mức độ của lễ hạ xuống mức thấp nhất. Bạn có thể hiểu được một chút lễ thì ở trong xã hội không đến nỗi bị người khác chán ghét, sẽ không bị người khác chán bỏ. Chúng tôi đã học được một chút, cũng rất chăm chỉ nỗ lực đi làm. Vậy ở trong xã hội đã làm được viên mãn hay không? Vẫn là không viên mãn. Trong xã hội này người ghét chúng tôi vẫn còn rất nhiều, người hiểu lầm cũng còn rất nhiều, người hủy báng rất nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chúng tôi liền quay đầu lại phản tỉnh chính mình, là tôi đã làm chưa đủ tốt. Luôn luôn là đang phản tỉnh. Chư Phật Như Lai, Khổng Phu Tử, Mạnh Phu Tử, đây là Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian. Các ngài đã làm đủ tốt chưa vậy? Người hiện tại người hủy báng Phật vẫn còn rất nhiều.
Người sỉ nhục Khổng Lão Phu Tử chúng tôi cũng thường nghe thấy. Nghĩa là ngay đến chư Phật Như Lai hay là người như Khổng Tử mà vẫn là làm chưa đủ tốt. Không có cách nào để khiến cho người trong cả thiên hạ đều tán thán. Thế nhưng nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực mà hướng thiện. Chúng ta làm thế nào mới có thể chân thật khiến cho đức hạnh ở trong tâm hạnh sanh ra được cái rễ đây? Nhà Nho và nhà Phật nói được hoàn toàn tương đồng. Tề gia, bạn phải có gia đình, trước tiên phải tu thân. Thân mà không tu thì cái gia của bạn cũng không thể thành gia được. Trước tiên phải tu thân. Tu thân như thế nào? Vậy thì trước phải tu tâm. Gốc rễ của thân là tâm. Tâm phải tu như thế nào? Nhà Nho nói cách vật trí tri. Đây là căn bản, là đại căn đại bản của đức hạnh. Chúng ta không chăm chỉ làm ở trên phương diện này, cả một đời bất luận là bạn tu pháp vô gì, thế xuất thế pháp, đức hạnh của bạn quyết định là không có. Bạn vẫn là tạo nghiệp, vẫn là một thân lỗi lầm vô lượng vô biên. Phạm những lỗi lầm này bản thân mình cũng không biết. Tự mình mà biết gì thì bạn đã giác ngộ rồi, bạn là một người minh bạch. Tự mình không biết thì tự mình là người hồ đồ. Cách vật là gì vậy? Buông bỏ vật dục. Trong lúc giảng giải, chúng tôi cũng thường hay khuyến khích các đồng học buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, xa lìa sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Như vậy mới được. Nếu như đối với những việc này mà không buông được thì tâm của bạn sẽ bất chánh. Tâm bất chánh thì thân làm thế nào có thể chánh được chứ? Cho nên nhà Nho điều đầu tiên cũng là cách vật. Vật chính là vật dục. Ba câu mà tôi vừa nói chính là vật mà trong nhà Nho đã nói. Cách là gì? Là phải chống lại đó một cách kịch liệt. Dùng cách nói hiện nay là chiến thắng vật dục. Chúng ta phải có năng lực chiến thắng tự tư tự lợi, chiến thắng danh văn lợi dưỡng, chiến thắng sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Cư sĩ Hứa Triết của Singapore đã làm được rồi. Trong nhà Phật nói là trước tiên phải đoạn phiền não. Bạn xem tứ hoằng thể nguyện, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, chính là cách vật của nhà Nho. Pháp môn vô thượng thể nguyện học chính là trí tri mà nhà Nho đã nói. Giả như phiền não của bạn chưa có đoạn, bạn muốn học pháp môn thì quyết định không thể thành tựu rồi. Việc này không thể thành tựu chính là nói bạn quyết định không thể nào khai ngộ. Vì sao vậy? Bạn có chướng ngại, bạn có chướng ngại của phiền não tập khí.
bạn làm sao có thể hiểu được đạo của thánh hiền? Cho nên bạn không thể thành tựu. Cái đạo lý này chúng ta có thể hiểu hay không? Người mà hiểu thì họ chịu làm. Đặc biệt là những người đọc sách nhà Phật như chúng ta. Sách nhà Phật xem trọng việc khai ngộ. Không những là thiền tông yêu cầu đại triệt đại ngộ, giáo hạ cũng yêu cầu bạn đại khai viên giải. Niệm Phật cũng yêu cầu nhất tâm bất loạn. Đây là công phu chân thật. Tích công lũy đức là từ đây mà làm. Không thể buông bỏ được vật dục thì cái gì cũng không thể thành tựu rồi. Thế pháp còn không thể thành tựu, huống hồ là Phật pháp. Thế pháp thì nói là gì? Quả báo nhân thiên. Cũng có nghĩa là quả báo nhân thiên bạn nhất định không thể được rồi. Sau khi bạn chết thì đi vào trong tam độ. Sự việc này chúng ta phải nên rõ ràng, phải thấu triệt. Không nên làm cả đời mà tương lai quả báo là vẫn là không thể thoát được tam độ. Việc này có oan uổng hay không chứ? Sự việc này không thể lơ là được. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều người học Phật đều đọa vào trong tam độ. Ngạn ngữ có câu: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Đây là lời thật, không phải là lời giả dối. Người xuất gia 10 người chết thì hết 9 người đi vào địa ngục rồi. Nguyên nhân là gì? Đem kinh luận đọc qua một lần, tỉ mỉ mà suy nghĩ thì bạn sẽ hoát nhiên đại ngộ. Tự mình khởi tâm động niệm hoàn toàn trái nghịch với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Bạn không học Phật thì chỉ có một tầng lớp tội. Học Phật rồi thì có hai tầng lớp tội. Vì sao vậy? Vì đã phá hoại hình tượng của Phật pháp. Phá hòa hợp tăng. Cái tội này thì nặng lắm rồi. Thế nhưng hiện nay hầu hết mọi người đối với những sự việc này đã lơ là, đã quên sạch rồi. Mặc dù đọc kinh, nghe giảng, nhưng chính mình cũng không có đem những giáo huấn này làm thành một sự việc quan trọng. Trong đời sống thường ngày, xử sự đối người tiếp vật vẫn là tùy thuận phiền não, không chịu sửa lỗi tập khí. Hay nói cách khác, họ vẫn là đi vào trong tam ác đạo. Tam ác đạo là tham sân si. Hãy suy nghĩ xem, việc xử sự đối người tiếp vật của chúng ta có phải là y theo tham sân si hay không? Nếu quả nhiên là y theo tham sân si thì con đường bạn đi là vào ba đường ác. Ba thứ tham sân si này mà có đủ rồi thì là địa ngục đạo. Trong ba thứ này, nếu như không có sân hận thì là đường ngạ quỷ. Trong ba thứ mà tham sân không có, chỉ còn ngu si. Ngu si là đối với sự lý, chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, không phân biệt được rõ ràng, điên đảo hết. Đây là ngu si, là đường xuất sanh.
Chúng ta bình lặng mà phán tỉnh, suy nghĩ thử xem, chính mình khởi tâm động niệm có phải là tràn đầy tham sân si hay không? Nếu quả nhiên là như vậy, thì trong tâm chúng ta đã rõ ràng, ta quyết định sẽ đọa vào địa ngục. Tiền đồ là một mảng tối tăm. Người có tiền đồ quang minh sáng lạng thì quyết định sẽ buông bỏ tham sân si mạng, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trước khi vẫn chưa đi thì lưu lại cái thân này. Cái thân này là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Hiện tại ở đây mọi người nói là làm nghĩa công. Làm nghĩa công chính là hành thiện. Niệm niệm tiêu trừ tham sân si, nhất tâm hướng Phật cầu nguyện giảng sanh. Đây là tích đức. Tích đức tu thiện thì tiền đồ là một mảng quang minh. Cuộc đời này của chúng ta không có uổng phí. Thời gian có hạn, nhân sanh khổ đoạn, nhất định phải nắm lấy cái cơ hội này. Mỗi ngày đọc kinh. Tôi đã nói với các đồng tu rất rõ ràng, rất minh bạch. Sáng sớm đọc kinh làm khóa sáng là nhắc nhở chính mình. Ngôn hạnh trong đời sống của ngày hôm nay không được trái nghịch như những giáo huấn trong kinh điển. Khóa tối sau khi đọc xong thì phản tỉnh. Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta có tuân thủ hay không? Khóa tối là phản tỉnh, là kiểm điểm, là sám hối, sửa lỗi, đổi mới. Khóa sớm và khóa tối chính là công đức. Tuyệt đối không phải là buổi sáng và buổi tối đem kinh ra đọc cho Phật Bồ Tát nghe thì Phật Bồ Tát liền yêu thích bạn. Làm gì có đạo lý này chứ? Cái quan niệm này là sai lầm rồi. Kinh không phải là để đọc cho Phật Bồ Tát nghe, mà là đọc để cho mình nghe. Giáo huấn thì nhất định phải ghi nhớ, y giáo phụng hành. Đây là đại ân đại đức của Phật đối với chúng ta. Chúng ta báo đáp Phật Bồ Tát chính là tín nguyện thọ trì. Đây chân thật là người báo ân.